Sau đây tôi sẽ chỉ cho mấy ông cái chích nhá. Cuối game là đang còn thiếu tiền thấy không? Đó. Bán về 2, lên về 1. Có gà. Cái chích đó, cái chích đánh giải đó. Tin gần tôi chưa thấy ai làm nha, đánh giải là. Chích này hay mà, chích này tôi hết người làm mà. Rồi bên kia xong với tôi rồi. Bên kia nó xong với tôi rồi, nó bắt đội hình đó, tôi bắt Samira mà nó bắt đội hình đó nó xong với tôi rồi. Mấy em kia cũng tăng trụ đi trời, đứng đợi nữa. Sợ chết nữa chứ. Để ở đây chết luôn. Quỷ sức. Em nhớ like subscribe cho đơn nha, cảm ơn em nhiều. Con này mà lỗi gì anh em? Con này có gì đâu lỗi. Xanh quá rồi, xanh cái này đây nào cũng mạnh ha. Con này có gì đâu lỗi, người ta bích này. Lỗi là người ta chơi giải rồi.
chủ luôn, quỷ Cassander SCC. Chủ cái. À, Cassander SCC. CC cứ ngắt luôn. Quỷ ba sóng đất, sóng G, cút. Không làm đứng im nhìn nó luôn á. Làm mà chưa kịp làm gì cố lên ghế tóc biết gì có trụ luôn cho rồi. Sau đây tôi sẽ chỉ cho mấy ông cái chết nhá, cuối game là đang ngồi thiếu tiền thấy không đó, bán về hai lên về một có gà cái chết đó, cái chết đánh giải đó, đánh gần tôi chưa thấy ai làm nhá, đánh giải làm năm anh em ơi, hơi tốn thời gian. Ờ nữa hả? What the fuck? Mà quỷ Cassander này để tôi e vô xong mới đúp nó gờ tôi về hoài luôn á nãy giờ á. Cái đậu xanh là nhẹ ngừng chơi luôn. Game này không thua được mà tốn thời gian thôi. À, quỷ Cassander này nó hao lay quá vậy. Thôi tôi không e vô nó nữa. Tôi e vô nó ôm tôi về hoài. Thôi tôi lên tôi bít trụ thôi. Nãy tốn hết 5 phút rồi đó. Bước chi tốn thời gian nhá. Kiểu chơi chơi con này gặp Cassander cái không quen e cho nó. Chơi với nó nữa. Giận rồi. Không chơi nó giận nó rồi. Vứt trụ luôn không chơi nữa. Tăng cơ 2023 khỏe quá. Anh em nhớ like subscribe cho đơn nhé.